12C3 với ca khúc Hào Khí Việt Nam. Về lớp có một ca khúc cũng về Việt Nam, đó là Linh Thiêng Tổ quốc Việt Nam của lớp 12A2. Và bây giờ chúng ta còn lại trên sân khấu đại diện đến từ lớp 12C2 và đại diện đến từ lớp 12C4. Bây giờ tôi sẽ công bố giải nhất trước, và khi tôi công bố giải nhất thì đồng nghĩa với việc lớp còn lại sẽ nhận được giải nhì. Các bạn thân mến, các bạn nghĩ rằng lớp nào sẽ nhận được giải nhất của cuộc thi ngày hôm nay ạ? Và các bạn thân mến, giải nhất của hội thi đêm nay đã thuộc về lớp 12C4 với ca khúc Người Lái Đò Thầm Lặng. Và điều đó cũng đồng nghĩa là lớp 12C2 với nhạc kịch Người Thầy đã nhận được giải nhì của hội thi hôm nay. Xin chúc mừng ba lớp đạt giải nhì và chúc mừng lớp 12C4 với giải nhất. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời thầy giáo Lê Văn Hoàng, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng ông Nguyễn Mạnh Hùng, hội trưởng hội cha mẹ học sinh sẽ lên sân khấu để trao quà cho các lớp đạt được giải nhì. Xin cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu và quý vị khán giả. Xin cảm ơn kính mời ông Hoàng Hoài Thanh đã hỗ trợ âm thanh ánh sáng cho chương trình.